À, Duy Đỗ thân ái kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại giờ là Duy đang ở đường Bùi Viện, khu vực này là quận 1 rồi. Đây là cái phố đi bộ Bùi Viện, là phố ăn chơi bậc nhất Sài Thành đó. Mà hôm nay các bạn thấy vắng banh ha. Thì sẵn đây mình giao một cái đơn hàng ngoài này, thì bây giờ mình trước khi mình đi tìm đơn hàng để mình về, thì sẵn đây mình quay review lại cái cảnh ở khu vực Bùi Viện coi. À, Bùi Viện quận 1, hang đường Bùi Viện quận 1. Rồi, Duy mời quý vị và các bạn cùng đi với Duy nha. Đây là một cái khu phố nhộn nhịp không bao giờ ngủ của Sài Gòn. Nổi tiếng Sài Gòn qua lại. Đã cũng từng là Sài Gòn mang tên là Hòn Ngọc Viễn Đông á. Giờ hai bên phố xá vắng tanh tanh hết. Chà, hình như bị chặn này. Đợi chặn hết trơn rồi. À, alo em ơi, mình có cái đơn hàng thức ăn là đi từ hẻm 2 đường Cao Thắng quận 3 đi đường Nguyễn Hoàng Phái, huyện Bình Chánh em. Anh bắt đầu nhận đơn hàng, anh xác nhận để anh tới thì anh ta. Em anh hỏi em cái đường Hoàng Phái về Bình Chánh này là khúc phải Bình Chánh Tân Kiên không em? À, xã Tân Kiên nữa không? Nhưng mà đây thuộc về xã Tân Kiên phải không em? Rồi rồi thôi được rồi, anh đến đến đến. À, dạ, dạ. Rồi. Rồi các bạn ơi, sẵn có đơn hàng, mình nhận đơn hàng đi Bình Chánh. Chà, bây giờ này 3 giờ rồi không biết Bình Chánh này Bình Chánh nào đây, không biết Bình Chánh ngược ở trên kia lên cái mình đi với biết chừng nào chiều về nhà không kẹp khóc không á. Chợ Thái Bình à.
đường Cống Quỳnh nha các bạn. Thì hướng trước mặt Duy là đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, phía trước là bên phải hai bên đây là có cái bệnh viện Từ Dũng nè. Phương á, rồi tới đèn xanh luôn, dọn luôn, tranh thủ thôi, không dám vượt đèn đỏ, nhưng mà mỗi lần thấy đèn đỏ xạo muốn chết luôn, không xạo gì, bởi vì mình còn có 2 tiếng rưỡi nữa mà là hết cái thời gian sinh hoạt, mình chạy mình sẽ bị phạt mấy triệu bạc luôn, ăn ngày chạy mấy trăm ngàn mà là lâu lâu bị phạt mấy triệu có đau đớn luôn. Tới cái ngõ này thì có nhiều ngõ cắt ngang như là đường Ngô Quyền, Nguyễn Chí Thanh, ý là đường Ngô Quyền với lại đường Lý Trinh, Ngô Gia Tự, Quang Dương, Hồng Bàng. Duy chuẩn bị tới ngã tư bên phải có đường Tạ Quyên, bên trái thì có đường Phú Hữu á. Đường Tạ Quyên bây giờ người ta giăng dây bít chặt hết rồi, không cách nào vô được hết.
6 quận 11 bên phải bạn, mình chuẩn bị tới một bên cái ngõ phía trước á. Cầu vượt cây gõ và Di bắt đầu vừa xuống cầu vượt cây gõ. Khu vực này cũng vẫn là đường Hồng Bàng, còn bên phải là phường 1, quận 11, bên trái là quận 6. Và Di đang chuẩn bị lên cầu Rạch Ông Vuông 2, Rạch Ông Vuông 1 là cầu Phú Lâm á, các bạn hay nói là cầu Phú Lâm. Phú Lâm. Đang đi trên đường Kinh Dương Vương, khu vực này song song với lại công viên Phú Lâm quý vị. Di chuẩn bị đến mũi tàu An Lạc. Ta hay gọi là vòng xoay mũi tàu An Lạc ngày xưa.
đi được cái địa phương khu vực này là bến xe miền Tây quý vị. Chạy nhanh quá rồi quên bình luận luôn. Khu vực này là phường An Lạc, quận Bình Tân. Chỉ tranh thủ đi các bạn ơi. Bởi vì mình cũng không biết cái chuyện gì xảy ra đối với mấy cái trạm xét mình, nhiều khi họ làm chậm chút xíu là mình chạy không kịp. Số được không? Rồi đèn xanh tiếp tục.
vừa ra khu vực quốc lộ 1A đây là thuộc về xã Tân Thiên, huyện Bình Chánh các bạn ơi. Dạ có áp. Chưa áp thì đi nha. Dạ. Anh không bao giờ dám đi bên ngoài đường Hoàng Văn Thái. Thậm chí người ta kêu đi ngoài anh không đi á. Đi trong áp có thưởng 30.000 đơn, sướng không? Dạ cảm ơn em. Được một trạm mình quá tranh thủ thôi. Tới đường Hoàng Văn Thái hẻm.
em đến đường Hoàng Văn Phái. Cái này thức ăn cái áp. Cảm ơn bạn. Là thức ăn cho cái bên đường Hoàng Văn Thái à. Cho chú cho còn cái áp vào đó đi. Ok ok ok. Đường Hoàng Văn Thái là gần tới phải không? Chị cho hỏi thăm ở trong này có cái quán ăn hai hùng này có không? Không ở đầu đường hả? À thôi được rồi. Chị hỏi con bé này coi. Chơi về nha anh em. Người dân tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội toàn thành phố với nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó. À biết rồi biết rồi.
À alo em ơi, anh giao đồ ăn tới đường Hoàng Văn Phái rồi nè. Anh ngay chỗ đình Bình Trường nè. Rồi anh dạy xuống chút nữa anh nhìn phía bên tay trái có tổ 11 15 á. À đường tổ 11 15 rồi. Rồi cảm ơn em. Tổ 11 15 hả? Vô này bị quay rồi. À, chú vô đường tổ 115 mà chạy sâu không cưng? Rồi chạy vô đi, nhà con dân đó. Rồi rồi, chạy vô tới trong có cô quẹo bên phải phải không? Dạ không có quẹo, chạy vô luôn đi. Rồi chạy vô rồi nè. À, rồi tài xế xin kính chào quý khách. Wow, hên ghê. Cũng ngay ngay. Rồi Duy cảm ơn quý vị đã hoàn thành cái đơn hàng tới đây. Duy thân quá thúc vị ngày mới đang hạnh phúc nha. Bye quý vị.